là thì đéo ai có nhiều tiền. Em có người yêu mà cảm giác như đang chạy theo nó, quan tâm mà đôi lúc nó khó chịu. Địt mẹ mà ông quan tâm quá đó là chả khó chịu. Còn nếu như ông là người, anh nói thật với em nhá, em phải làm một cái phép thử. Một là em mất người yêu, hai là em biết được là nó yêu nhau đến mức nào, em có dám không? Địt mẹ nhiều ông lụy tình đéo giờ dám đâu. Nhưng mà tôi thật nha, có nhiều ông đang bị chạy theo người yêu vãi lồn, các ông có dám làm phép thử không? Các ông bỏ cả mẹ luôn. Chắc là đéo dám gì. Các ông lại nghĩ đến cái cảnh địt mẹ mày nó yêu thằng khác, nó chịch thằng khác, địt mẹ các ông thấy cay gì, các ông thấy tiếc cái thời gian yêu nhau gì, các ông tiếc địt mẹ mày tất cả những cái thứ ông đã tặng nó cho nó, các ông tiếc cái tuổi thanh xuân của mình, địt mẹ có con cặc. Thử đi, cuộc sống này phải thử các bạn ạ, cái ranh giới giữa địt mẹ mình. Lai là thi đấu pub chuyên nghiệp. Năm nay em 16 tuổi, anh nghĩ như nào và nên vào team nào? Ui địt mẹ mình nghĩ xa vãi cả lồn thề. Cảm ơn LV nha. Em có quá tự tin vào khả năng của em không? Anh nói thật đấy. Có những cái game ví dụ như PUBG nó là game đồng đội, hiểu chưa? Anh giả sử địt mẹ em là một người bắn hay vãi lồn. Nếu như em đặt vào một cái team mà những người bắn như cứt thì em đéo thể phát triển ở đâu. Mà em còn có 16 tuổi thì thôi, anh nghĩ là em nên đi học đi. Các bạn đừng nghĩ cái đời game thủ nó màu hồng như thế. Cảm ơn Tèo Cú Tè nhá. Bây giờ mình thấy các bạn buồn cười vậy luôn. Các bạn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đến cái việc mà học xong cấp 3 các bạn chưa học xong, các bạn đã ngồi nghĩ là em sẽ trở thành game thủ, em sẽ trở thành một streamer, em sẽ trở thành thế này thế nọ rồi. Cái lứa bọn tôi ngày xưa cũng thế. Có ai khi hồi nhỏ phụ huynh sẽ hỏi là các bạn sẽ làm gì không? Có. Ai chả hỏi. Ước mơ của con sau này sẽ làm gì? Địt con mẹ em, con sẽ làm phi công, con sẽ làm công an, con sẽ làm trộm chó. Ui, địt mẹ như sau này lớn các bạn sẽ làm như nào? Nó là theo một cái hướng khác các bạn ạ. Đừng ngồi mơ mộng về cái tương lai của các bạn làm cái gì. Địt mẹ lo học xong thì cái nhà trường đã, rồi sau đấy làm gì thì làm. Rồi đủ. Có nên yêu một người con gái có quá nhiều người? Anh Đậu ơi, làm sao để hiểu được tâm lý một đứa con gái với anh và làm cách nào để cho mối tình mình không nhạt đi? Ui ôi, địt mẹ mà câu hỏi nó khó vãi lồn thế. Cảm ơn anh Hức Phát nha. Anh đéo trả lời được đâu, nhưng mà anh nói thật với em là như này. Cá nhân anh thấy ấy, cái gì quá nó cũng không tốt. Hiền quá thì người ta bắt nạt. Ác quá thì người ta tẩy chay. Khôn quá thì địt mẹ mày người ta cho xa rìa. Còn lụy tình quá thì địt mẹ mày nó lại thành một thằng ngu. Làm sao để nó đéo nhạt á? Địt mẹ khó lắm. Các bạn mà có yêu nhau, ví dụ bây giờ các bạn bảo người yêu xem, các bạn mà đang có người yêu xem, một ngày nào đấy các bạn chỉ làm quên một cái hành động lồn ở đấy thôi là địt mẹ mà chúng nó sẽ ngồi nghĩ ngay là các bạn thay đổi, hay là các bạn đéo còn yêu nó nhiều như ngày xưa như thế nào đấy, địt mẹ nó đau đầu vãi lồn ra. Nên là cái việc mà cân bằng giữa cái việc mặn nhạt hay là cân bằng tình cảm của hai người khi yêu ấy, chỉ có mỗi em mới có thể quyết định được thôi. Tại vì em mới biết tính nó như nào, nó sở ương ra làm sao. Chứ em lên em hỏi anh đéo biết trả lời em như nào. Thật tê, có nhiều đứa nó dở hơi lắm, có nhiều đứa thì lại dễ vãi lồn ra. Địt mẹ cuộc sống nó là thế mà, nó là bù trừ mà các em.
nên lấy vợ xong rồi phải chọn được người hợp. Các ông đừng nghĩ những cái thứ kiểu như là tán tỉnh rồi là hợp tính nhau rồi gu ăn mặc rồi gu âm nhạc. Nó là hợp nhau đâu, không. Sau này còn phải hợp nhau về cái chuyện giường chiếu nữa cơ. Tôi nói đây chắc chắn là bây giờ ngồi xem vẫn còn có cả con trai cả con gái. Tôi nói thẳng, sau này cái chuyện đấy mà đéo hợp nhau thì khó giữ hạnh phúc gia đình lắm. Thế cho nó nhanh. Còn hợp như thế nào thì tất nhiên là các bạn phải tự khám phá thôi. Thôi làm đéo khám phá hộ các bạn được. Tôi khám phá hộ được thì lại tốt quá.